Chuyện cổ tích Cóc kiện trời. Ngày xưa ngày xưa, vào một năm nào, không nhớ rõ năm nào, trời làm hạn hán khủng khiếp. Nắng lửa hết tháng này đến tháng khác thiêu cháy cây cối, hút cạn nước sông ngòi, đầm hồ. Muôn loài không còn một giọt nước để uống. Các con vật to lớn hùng mạnh xưa nay tắc quay tắc quái trong rừng, đều nằm lè lưỡi mà chờ đợi chết. Không ai nghĩ được cái gì để cứu mình, cứu muôn loài. Sức mạnh của chúng chỉ để bắt nạt nhau thôi, chứ đâu có thể làm gì nổi ông trời. Duy có anh chàng cóc tía bé nhỏ, xấu xí kia là có gan to. Anh tính chuyện lên thiên đình, kiện trời làm mưa, cứu muôn loài. Khởi đầu chỉ có một mình, nhưng anh không nản. Đi qua một vũng đầm khô, cóc tía gặp cua càng. Cô hỏi cóc đi đâu, cóc bèn kể rõ sự tình và rủ cua cùng đi kiện trời. Ban đầu cua định bàn ngang, thà chết ở đây còn hơn, chứ trời xa thế, đi tới mà kiện với tụng. Nhưng những con quật ở quanh nghe nói lại tranh nhau và bàn ngang bàn lùi, làm cho cua nổi giận. Cua nói bàn ngang là chuyện của cua, thế mà họ lại dám tranh mắt cái quyền ấy, cái quyền được phép ngang như cua cơ mà. Thế là cua làm ngược lại, cua tình nguyện đi cùng với cóc. Đi được một đoạn nữa, cóc lại gặp cọp đang nằm phơi bụng thở thoi thóp. Gấu đang chảy mỡ ròng ròng và khát cháy họng. Cóc gũ gấu và cọp đi kiện trời. Cọp còn lưỡng lự thì gấu đã gạt đi mà nói rằng: anh cóc nói có lý, chẳng lẽ chúng mình cứ nằm ở đây đợi chết khát cả ư? Ta theo anh cóc thôi. Đến ngang như anh cua còn theo anh cóc được, thì tại sao chúng mình không theo? Cả bọn nhập lại thành đoàn. Đi thêm một chặng nữa thì gặp đàn ông đang khô mặt và con cáo bị lửa nướng cháy xém lông. Cả hai con vật này cũng hăng hái xâm nhập vào đoàn, đi kiện trời do cóc dẫn đầu. Cóc dẫn các bạn đi mãi, đến tận cửa thiên đình. Khi đi trên đường, cả bọn đều hăng hái, nhưng đến trước cửa trời quay nghiêm, bọn cọp, gấu, cáo, ong, cua đều sợ. Duy chỉ có cóc là gan, liền dõng dạc ra lệnh: bây giờ, các anh phải nghe lời tôi. Kia là chum nước của trời, anh cua vào nắp trong ấy. Anh cáo nắp ở phía bên trái tôi, anh gấu nằm ở phía bên phải tôi, còn anh cọp chịu khó nằm đằng sau tôi. Các anh có nghe lệnh của tôi thì mới thắng được trời. Tất cả đều nghe lệnh của cóc. Sắp đặt xong đâu đấy, cóc mới nhảy lên mặt trống, đánh ba hồi trống làm ong vang như sấm động. Ngọc Hoàng liền sai Thiên Lôi ra xem có chuyện gì. Thiên Lôi ngạc nhiên vì ở ngoài cửa thiên đình chẳng thấy có một người nào cả, chỉ thấy mỗi một con cóc xù xì xấu xí đang ngồi chìm chệ trên mặt trống của nhà trời. Thiên Lôi bèn vào tâu với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nghe xong bực lắm, bèn sai con gà trời bay ra mổ chết chú cóc hỗn sự kia. Gà trời vừa hung hăng bay ra thì cóc đã nghiến răng ra hiệu, lập tức chàng cáo nhảy ra cắn cổ gà tha đi mắt. Cóc lại đánh trống lô đình. Ngọc Hoàng càng giận dữ, sai chó nhà trời sổ ra cắn cáo. Chó vừa sòng sọc chạy ra thì cóc lại nghiến răng ra hiệu, lập tức anh gấu lừng lững sổ ra đón đường, tát cho nó một đòn trời giáng, nó chết tươi. Cóc lại thúc trống lô đình đánh thức Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bèn sai Thiên Lôi ra trị tội gấu. Thiên Lôi là vì thằng trời có lưỡi tầm xét, mỗi lần vung lên thì sánh xét ngang trời, thành sấm động bốn cõi. Sức mạnh của Thiên Lôi không có ai bị được. Ngọc Hoàng yên trí lần này cử đến ông Thiên Lôi ra quân thì cả đám cóc cáo ắt hẳn là tan xét. Thiên Lôi vừa hùng hổ vác búa tầm xét ra đến cửa thiên đình thì cóc đã nghiến răng ra lệnh. Lập tức đàn ông nắp bên cửa bay vù và cứ nhè vào mũi Thiên Lôi mà đốt. Nọc ông đốt đau lắm, mũi Thiên Lôi rát như phải bỏng.
Nhớ là ở cửa trời có một chùm nước. Thiên Lôi vội vàng vứt cả búa tầm xét, nhảy ầm vào chùm nước chạy trốn. Nào ngờ vừa nhảy ầm vào trong chùm nước thì anh cua nấp trong đó từ bao giờ đã chờ sẵn, để dương đôi càng như đôi gọng kìm cắp chặt lấy cổ. Thiên Lôi đau quá gào thét vùng vẫy, vỡ cả chùm nước nhà trời. Thiên Lôi tìm đường chạy trốn thì Cốc Tía lại nghiến răng ra lệnh, lập tức cọp nắp sau Cốc Tía, nhảy bố ra gầm thét lên vang động và xé tan xác Thiên Lôi thành hai mảnh. Ngọc Hoàng thấy thế bèn xin giảng hòa với Cốc và hỏi Cốc lên tận thiên đình có việc gì. Cốc dõng dạc thưa: đã 4 năm nay ở dưới trần gian hạn hán kéo dài, không một giọt mưa, muôn cây khô héo, vạn vật chết khát. Xin Ngọc Hoàng làm mưa ngay để cứu muôn loài. Ngọc Hoàng sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói: thôi, cậu hãy về đi, ta sẽ cho mưa xuống. Lệ còn dặn thêm: lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, không cần phải lên đây. Khi Cốc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng. Từ đó, hễ Cốc nghiến răng là trời lại đổ mưa. Trong dân gian còn lưu truyền một câu ca đồng dao rằng: con cốc là cậu ông trời, hãy nghe đánh.